Rồi bình thường đúng không? Đây, đèn tháo pin meter của mình đây. Là thứ nhất đó, là nó sẽ đua cho tải. Nó có hai cái đường ngõ ra. Nó có một đường ngõ ra thôi nhưng mà nó có ba đường ngõ vô lận. Một ngõ vô là lấy điện lưới. Một ngõ vô là từ pin mặt trời. Một ngõ vô nữa nó lấy từ bình. Rồi, thấy chưa? À, là một là chế độ UBS này là nó là ưu tiên sạc bình đầy. Đó. Khi mà bình thường á bình không có đầy á là nó sẽ lấy mọi điện nó đưa về đây về cho bình, đúng không? Vậy là bình thường á là anh này nè, anh lấy điện đưa nè, đưa lưới đúng không? Thằng này đưa lưới, bây giờ không có lưới nè. Bây giờ thằng này nè, nó lấy điện thằng này, nó về đây, nó lấy điện thằng này về đây, thằng này qua đây luôn. Thì bây giờ là nó, bây giờ mình có nguồn vô bình là lưới nè. Lưới cộng với lại pin nó đi vô bình. Đó. Bình đầy là nó mới đẩy lên tải. À, bình đầy là sau đó là cái chuyện khác, còn bây giờ chế độ này là nó ưu tiên bình. Hay là offline. Ừ. Là cắt lưới. Đúng không? Vậy thì khi mà cắt lưới á là nó là này là nó nuôi tải này. Nuôi tải nè. Vậy thì bây giờ nguồn nuôi tải lấy từ đâu? Nó lấy từ pin mặt trời cộng với bình. Nó đi nuôi tải. Đó. Hai chế độ nó khác nhau hoạt động vậy thôi. Cho nó không có gì hết. Bình thường hôm nay nè, bình thường á là bình á không, rồi khi mà tức là khi nào bình nó xả về cho tải đây nè, bình xả cho tải đây nè, cắt lưới. Bây giờ anh mất lưới đúng không? Bình thường á cái này đây cái này. Thằng này nó không nạp vô bình nữa hả? Thằng năng lượng mặt trời này nó không nạp vô bình nữa hả, mà nó xả cho tải luôn hả? Đây nè anh nghĩ hai chế độ nè. Khi nào nó ưu tiên bình á thì nó mới sạc cho bình. Ý như là thằng này, bây giờ thằng nào là sếp nè, đầu tiên anh thằng mình là sếp, tôi chỉ biết thằng mình chứ mấy kia tao không cần biết. Tức là lúc nào tao phải nuôi bình cho tao cho đầy bình rồi nó mới xả. Đúng lên. Đúng rồi đó. Còn ông này là bây giờ chứ ông lại giờ tao chỉ biết tải thôi đó, là anh xả bình xả pin cho tải đó, là hai chế độ khác nhau, là sẽ ra hai phương thức khác nhau, không thể nào so sánh được hàng đó hết đó. Bình thường á nha, là anh lưới nè, anh bình nè, anh bình nè, anh có lưới nè, lưới đi vô sạc bình nè, pin mặt trời này nó đưa sạc bình nè, ok chưa? Đó là trường hợp 1 nó ưu tiên sạc bình. Trường hợp 2 là thằng này tải nè, tải giờ nó ưu tiên tải, mà bây giờ lưới á là anh đã bị cắt rồi. Thì bây giờ nó còn chỗ đây, đây là bình nè, bình xả ra đó, cái này là pin mặt trời này đưa vô nè. Đó, anh thấy hai cái khác nhau không? Hai thằng hai cái mối liên quan tâm của hai chế độ nó khác nhau. Đó, vừa nhìn hình nè, anh thấy chế độ bây giờ đó là ưu tiên bình này nha. Mọi đường nó đều đưa vô bình hết chứ nó không có đưa đi đâu hết á. Nó đều đưa vô bình nè, từ lưới nè nó đưa vô bình, từ pin nè nó cũng đưa vô bình luôn đó. Đây là cái trường hợp một này là cái dòng sạc mà rút từ ha, từ đây vô nó rút từ. Cái dấu trừ á là nó về hệ quy chiếu thôi đó. Ví dụ anh nhìn từ trong này đi ra nè, đúng không? Thì là có phải chiều dương là chiều theo hướng mắt mình nhìn, là chiều dương là chiều đi đường này là đang xả, đúng không? Thì khi đứng như vậy mà anh thấy cái chiều âm nó chạy vô ngược lại thì anh nói là nó đang sạc, đúng không? Nhưng mà nếu anh đứng nhìn theo hướng ngược lại á thì nó lại khác nữa, đúng không? Thì anh đừng có quan tâm cái chuyện mà rồi tiếp theo cái chế độ, khi mà chế độ offline nè, mọi người nhìn đây nha, thấy không? Nó đang sạc bình đúng không? Giờ chế độ offline nè, cắt lưới một phát nè, mất nè, mất cái đường lưới vô nè, đúng không? Mất luôn nè, mất cái đường điện ha. Cái này là cái tải của mình nè. Đó, khi chế độ offline á, là nó sẽ lấy điện từ bình qua nó cung cấp cho tải, và nó lấy điện từ pin mặt trời vô cung cấp tải luôn. Đó, anh thấy cái hình này nó đã thể hiện cái chế độ rồi. Còn hết. Còn đo thì mình để coi thông số rồi này nọ. Còn đo là để mình biết là đo được ra là đo cái dòng này nè, cái dòng ưu tải này nè. Còn thằng nó cái vụ mà ưu tiên tải
chỗ để inverter không? Cài đặt. Không cài đặt inverter. Enter vô cái. Rồi anh nhìn vô đây nó là ngay chế độ UPS. Là U là chế độ ưu tiên sạc bình. Cái này là. Cái này gì? Không, cái này là qua chế độ thứ hai rồi. Cái bước cài đặt thứ khác rồi. FF là ưu tiên tải, ưu tiên đẩy lên. FF tải là full cell. Full cell. Là toàn bộ bán hết, pin bình gì đưa lên pin mặt trời đưa lên bán hết. À. Đây nè, ưu tiên tải nè. Không, FF nè. FF á, full cell á. Thứ ba nè, FF nè. Thì nó là full cell. Không phải, cell là chữ F. Cell là AA đúng không? ALE đúng rồi. Lúc này á, anh nhìn nè, lúc này hệ thống của mình nó không đi như vậy nữa, mà anh sẽ đi ngược lại. Pin nè. Bình nè. Cái này tải nè nha. Đó. Ông này bây giờ ông này với ông này nè, không phải nó đưa đi đường hướng này nữa, mà bây giờ hai thằng này nó hướng qua đây lại. Hướng gì nữa? À, nó hướng gì nữa. Còn thằng tải thì lấy thằng tải cũng lấy từ lưới luôn. À, đó. Thằng bình với thằng năng lượng mặt trời đẩy lên lưới. Đúng rồi. Đó. Thì thầy nãy thầy nói thực ra cái này chỉ là một điểm thôi, cái này lưới nè. Cái này tải nè. Cái này inverter nè. Đúng không? Cái này pin nè. Cái này bình nè. Rồi. Ừ. Bình thường á là anh hai thằng này đi lên này để cua qua đây. Số 1 nè. Bây giờ trường hợp 2 là hai này nó lên đây nè, nó lên này mà nó đi về nó đấu vô đây. Nó đấu vô đây nè. Hả? Nó đi lên lưới. Nhưng mà thực ra nếu mà cái tải này lớn á, tải này lớn nha, là nó vẫn hút cái dòng này đi về đây luôn. Nhưng mà ý là người ta phân tích ra hai trường hợp để là thấy là vấn đề là lúc này là người ta đưa lên tải chứ không phải là người ta đưa lên lưới, chứ không phải là đưa trực tiếp cái đường này đi về tải. Cái tải ôi về đi. Yeah. Đi về. Ông Tùng. Rồi. FL là full load, full tải. Không phải nói về luôn hả? Full tải là nó là cái chế độ số 1 này, toàn bộ đưa qua tải luôn. Đó. Bình thường á là nó sẽ full load á là nó lấy điện là từ pin mặt trời này nha. Nếu pin mặt trời không đủ á, bây giờ nó đang ưu tiên tải nha, nó chỉ nhìn thấy tải thôi nè. Thì đầu tiên để ưu tiên tải là nó lấy ưu tiên là thằng pin mặt trời, không thằng pin mặt trời luôn tải trước. Cái hệ thống này là để tiết kiệm điện của lưới này. Anh làm cái nào để không xài lớn nè, thì đầu tiên nó lấy pin mặt trời nó đi luôn tải. Nếu mà tải không đủ luôn tải, nó mới móc ông bình đi vô nuôi. Ông bình này không đủ nó có móc lưới về nữa. Đó là chế độ là full tải BO này.